Chương trình sẽ được tiếp tục với tiểu mục nhiệt kế thị trường. Thưa quý vị, theo nghị định mới được thi hành khi mà chỉ số giá giao dịch bất động sản có sự biến động tăng giảm trên 20% trong vòng 3 tháng, các bộ ngành sẽ phải đề xuất biện pháp để điều tiết thị trường. Theo đó, Bộ Xây dựng được giao đánh giá tình hình thị trường bất động sản để làm cơ sở đề xuất điều tiết thị trường. Đáng chú ý, việc đề xuất các biện pháp điều tiết sẽ được thực hiện khi chỉ giá số giao dịch bất động sản có sự biến động tăng giảm trên 20% trong 3 tháng hoặc thị trường có các thay đổi ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội. Theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, các biện pháp mà nhà nước thực hiện để điều tiết thị trường bất động sản gồm có điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản, điều chỉnh nguồn cung, cơ cấu thị trường bất động sản thông qua điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản gia hạn nộp thế cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ, hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đối với các loại hình bất động sản cần hỗ trợ ưu tiên phát triển. Một thông tin vui với những người đang có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội khi ngân hàng nhà nước đang xin ý kiến chính phủ điều chỉnh nội dung gói tín dụng 120.000 tỷ đồng theo hướng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng mua nhà ở xã hội từ 3 đến 5% so với lãi suất thương mại. Chính phủ đã có quyết định triển khai chương trình này nêu rõ mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội sẽ thấp hơn khoảng từ 1,5 đến 2% so với lãi suất cho vay trung bình dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong thời gian tới. Theo đại diện Bộ Xây dựng, hiện ngân hàng nhà nước đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo tờ trình nghị quyết điều chỉnh nội dung chương trình 120.000 tỷ đồng theo hướng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng mua từ 3 đến 5%, đối với khách hàng là chủ đầu tư thì giữ nguyên mức hỗ trợ 1,5 đến 2%. Bộ Xây dựng cũng đã thống nhất với đề xuất trên. Theo Bộ Xây dựng, đến ngày 31 tháng 7, cả nước có 619 dự án đã triển khai quy mô 561.816 căn riêng 6 tháng đầu năm 2024 đã có 8 dự án hoàn thành với 3.136 căn, 5 dự án đã cấp phép khởi công xây dựng với 8.468 căn, 9 dự án đã có chủ trương đầu tư với 8.795 căn. Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, hiện có 34 trên 64 tỉnh công bố có đủ điều kiện 78 dự án, giải ngân 1.344 tỷ đồng. Sự thảo luật việc làm sửa đổi đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Điểm mới đáng chú ý là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng trong 10 nhóm được ưu tiên diện được vay vốn tạo việc làm. Để thực hiện được chương trình này, ngân sách nhà nước cần bù đắp lãi suất và phí quản lý cho ngân hàng chính sách xã hội để huy động nguồn vốn vay, nếu lấy lãi suất cho vay hiện hành là 7,92% để huy động 10.000 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm, ngân sách cần bỏ ra khoảng 500 tỷ đồng, con số này tương đương hỗ trợ tạo duy trì và mở rộng việc làm cho khoảng 100.000 người lao động. Theo cơ quan soạn thảo, việc mở rộng diện được ưu tiên sẽ thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững, nhất là với người yếu thế, có phần ổn định phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Giải pháp này cũng tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc duy trì mở rộng thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Mới đây, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC thông báo sẽ thu mua lại loại vàng miếng SCC một chữ trên số series và vàng móc méo hai chữ từ ngày 5 tháng 8, sau hơn 2 tuần tạm ngừng thu mua. Trong ngày hôm qua, số lượng người đến giao dịch đổi hoặc bán vàng miếng một chữ tăng cả. Đại diện công ty SCC cho biết, ngay từ đầu giờ sáng nay đã đưa hoạt động mua lại vàng miếng SCC móc méo và vàng miếng một chữ như bình thường. Tính chung cả phiên giao dịch hôm nay, lượng khách đến bán và đổi vàng một chữ vàng móc méo tăng khoảng 30% so với những ngày trước đó. Với những khách đến bán vàng miếng SJC một chữ thì được công ty thu mua vào bằng giá với loại vàng miếng SJC hai chữ. Còn nếu khách có nhu cầu đổi từ vàng miếng SJC một chữ sang vàng miếng SJC hai chữ, phía công ty sẽ có dịch vụ gia công với mức phí từ 140.000 đồng trở lên. Vàng miếng SJC loại một chữ trên số series được sản xuất trước năm 1996. Chất lượng vàng miếng SJC một chữ giống như hai chữ, nhưng người tiêu dùng chuộng loại hai chữ hơn. Hiện công ty SJC cũng không còn bán loại vàng một chữ, mà chỉ mua vào để gia công lại thành vàng miếng SJC hai chữ. Thời gian gần đây, nhiều người bức xúc vì liên tục nhận được các cuộc gọi rác và cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại cố định. Có người nhận được từ 4 đến 5 cuộc gọi mỗi ngày. sau khi cơ quan chức năng siết thuê bao di động nhằm hạn chế SIM giác. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp chuyên tiếp thị và quảng cáo đã chuyển sang sử dụng số điện thoại cố định để liên lạc với khách hàng. Đặc biệt, những kẻ lừa đảo cũng tận dụng cách thức này để răng bẫy. Nội dung các cuộc gọi thường là tiếp thị dịch vụ ngân hàng, cho vay tín dụng, môi giới chứng khoán. Đặc biệt có cả những nội dung lừa đảo như là thông báo trúng thưởng, mạo danh nhân viên ngân hàng. Tần suất các cuộc gọi rác từ số cố định gần như diễn ra liên tục nhiều thuê bao cho biết gần như ngày nào cũng nhận được các cuộc gọi rác từ số cố định. Còn theo các nhà mạng, không có cơ sở để đánh giá khách hàng đã nhận được cuộc gọi lừa đảo và không có thẩm quyền xử phạt các thuê bao vi phạm. Thưa quý vị, hơn 73% dân số Việt Nam đang dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số này đang sở hữu tài khoản không dùng tên và ảnh thật, không có thông tin nhận dạng cá nhân. Để hạn chế các tiêu cực này có thể nảy sinh trên không gian mạng, nhiều cơ quan đề xuất cần phải xác thực danh tính người dùng. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, từ năm 2023, việc xác thực người dùng trên mạng xã hội thường được thực hiện qua ba hình thức là email, số điện thoại và giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, có vẻ như định danh tài khoản mạng xã hội là một hành trình đầy khó khăn và thách thức. Các nền tảng như Facebook, YouTube và TikTok là nơi cung cấp dịch vụ. Người dùng có thể được xem là khách hàng hoặc người sử dụng một số chuyên gia cho rằng nếu buộc người dùng cung cấp nhiều thông tin không hợp lý, mạng xã hội hay ứng dụng OTT có thể mất số lượng người dùng lớn và có thể ảnh hưởng mô hình kinh doanh. Có thể có một cái cơ chế mà những cái tài khoản được định danh thì có thể là có được những cái thông tin mà được đánh dấu là có thể là Thông, thông tin đã được xác nhận bởi định danh hoặc là những cái tài khoản mà không định danh thì chúng ta vẫn cho họ có thể tương tác một cách nhất định ở trên mạng xã hội của họ vẫn có thể là à, sử dụng được ứng dụng, họ vẫn có thể là like, họ vẫn có thể là reaction nhưng mà có thể các cái comment như vậy thì chúng ta có thể là đánh dấu là những cái comment đó là của một người dùng mà chưa được xác nhận. Ở góc độ bảo mật, một số chuyên gia cũng lo ngại vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân nhà màng hoặc là các nhà cấp dịch vụ thu thập thông tin này thì có thể dẫn đến việc là sử dụng các nguồn tài nguyên này một cách không hợp pháp không hợp lý hoặc là khi mà chúng ta lưu trữ tất cả tài khoản người dùng vào một nơi thì có thể là bị tin tặc lợi dụng tấn công và khi đấy thì tin tặc có thể lấy được những cái dữ liệu này rất là quan trọng của người dùng này đây là những khó khăn khi mà triển khai thực tế thì để mà giải quyết những chuyện này thì chúng ta cần kết hợp nhiều biện pháp trong đó các cơ quan thực thi pháp luật cũng như là các cái nhà cung cấp dịch vụ phải minh bạch trong việc thu thập thông tin này cũng như phải có các cơ chế để bảo vệ dữ liệu một cách chuẩn mực cũng như là an toàn. Tài khoản ảo cũng là thứ tạo ra số má cho mạng xã hội để khoe lượng người dùng. Thực tế điều này không chỉ riêng Facebook mà tồn tại ở mọi mạng xã hội. Do vậy với các mạng xã hội mang tính toàn cầu thì việc yêu cầu tất cả chủ tài khoản khi dùng ở Việt Nam phải định danh thì đòi hỏi cần có sự hợp tác của các nhà cung cấp với cơ quan chức năng những cái nick giả nick ảo nó xuất phát từ bên ngoài biên giới đấy và những cái nick ví dụ như chống phá chính quyền nó ở nằm ở ngoài biên giới thì chúng ta nếu mà muốn là tất cả các tài khoản trên mạng xã hội phải định danh ấy thì nó phải được định danh trên toàn cầu à, không phải chỉ có riêng ở tại Việt Nam Năm ngoái, việc xác định cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với số điện thoại đã góp phần làm chuyển biến tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý được 12,5 triệu thuê bao không chính chủ. Hay từ mùng 1 tháng 7 năm nay, ngành ngân hàng cũng đồng loạt tiến hành xác thực sinh chắc học tài khoản ngân hàng. Có thể thấy, những động thái quyết liệt từ các cơ quan chức năng cùng với thái độ kiên quyết của người dùng, kỳ vọng sẽ giúp sớm xây dựng một không gian mạng an toàn và văn minh cho mỗi người chúng tôi cũng ép các cái nền tảng xuyên biên giới là ông vào Việt Nam hoạt động thì cũng phải tuân thủ pháp luật nếu không thì chúng tôi cũng sẽ tẩy chay cũng sẽ không cho hoạt động. Thì hiện nay là các nền tảng ngoài nước cũng bắt đầu áp dụng rất nhiều những cái biện pháp để ngăn chặn những cái nội dung độc hại.